Sau khi kết thúc cái nội dung về HTML rồi thì chúng ta sẽ sang một cái chương mới, một phần mới ở trong cái phần học về giao diện chúng ta. Đó, chúng ta sang phần về CSS. Thì cái CSS ấy, nó là cái từ viết tắt của Cascade Style Sheet. Đây là cái tắt của nó là dịch tiếng Việt là Google Translate. Thì cái CSS này, cái tác dụng của nó, lưu ý là cái tác dụng này, định nghĩa của nó thì mình nói sau, cái tác dụng trước. Khi mà chúng ta sử dụng CSS thì chúng ta có thể thay đổi tác dụng của CSS này tương tác lên trình duyệt. Nó sẽ thay đổi cách mà cái trình duyệt nó sẽ hiển thị các thẻ HTML. Cái CSS nó sẽ giúp chúng ta thay đổi cái cách mà trình duyệt sẽ hiển thị các thẻ CSS chúng ta. Nó thay đổi như thế nào? Nó có thể thay đổi về kích cỡ. Màu sắc ở đây bao gồm màu nền, bao gồm màu chữ. Nó có thể thay đổi được khoảng cách giữa các cái thẻ HTML với nhau, thẻ cha với thẻ con, hai thẻ ngang hàng nhau, có thể thay đổi hết. Nó có thể thay đổi hình dạng, thay đổi hình dạng của thẻ. Ví dụ các thẻ chúng ta bây giờ hầu hết là đang là hình chữ nhật đúng không? Tất cả các thẻ thề với các bạn luôn, tất cả các thẻ đều là hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta có thể chuyển thành tròn, chuyển thành hình vuông. Các thẻ có thể kể cả là display log có thể đứng cạnh nhau. Đó, thì là hình dạng này, rồi thì là hiển thị theo sự kiện. Hiển thị một cách khác theo một cái sự kiện diễn ra ở trên màn hình. Có thể sự kiện của chúng ta là chúng ta hover chuột, chúng ta kích chuột, hay là chúng ta gõ phím, nó đều có thể bắt được một sự kiện đấy. Đó, thì đấy là cái tác dụng của CSS. Gọi là các bạn không? Và chúng ta hoàn toàn có thể xem được những cái thay đổi, những cái thuộc tính mặc định của CSS ở trên trình duyệt bằng cách này. Đặc biệt các bạn dùng Chrome nhá. Các bạn muốn xem cái CSS của thẻ nào á, ví dụ cái button này nhá, chúng ta chuột phải vào chọn inspect này, nó sẽ bật lên cái developer tool. Cái này gọi là cái developer tool ở trong Chrome, và cái này nó cực kỳ quan trọng, phải có cái này thì các bạn làm CSS nó mới dễ được, được chưa? Thì các bạn có thể xem là cái đây là cái button đúng không, các bạn thấy này, tôi kích vào chọn cái button này, được chưa? Nó trỏ vào cái thẻ button luôn. Được chưa? Bây giờ thẻ button này nó sẽ có những cái CSS ở đây này. Thấy không? CSS ở đây này. Ví dụ tôi bỏ cái background đi. Thấy không? Nó về cái màu cơ bản. Tôi bỏ cái border đi. Tôi bỏ cái color đi. Bỏ cái height đi. Bỏ cái width đi. Position. Top. Right. Đấy, nếu mà mặc định thì nó sẽ hiển thị ở đây. Chứ nó không phải như chúng ta thấy nó hiển thị như thế này đâu. Thấy không? Bạn thấy đủ khác chưa? Thì chúng ta ngoài cái việc là có thể kiểm tra được xem cái một cái thẻ nào đấy nó có cái thuộc tính gì. Bên này là cái CSS này, bên này là code HTML. Được chưa? Ngoài việc chúng ta sửa nó là cái xem nó có thuộc tính gì, chúng ta hoàn toàn có thể thêm được thuộc tính cho nó. Ví dụ tôi thêm một cái là padding. Padding 10 pixel. Thấy không? Tụt xuống không? Nó có ảnh hưởng trực tiếp trên màn hình luôn. Tuy nhiên nếu mà để lần sau chúng ta load lại nó có tác dụng giống như chúng ta vừa thay đổi ấy. Chúng ta phải copy này paste vào trong cái file CSS của mình hoặc là paste vào trong cái code của mình. Chứ nếu mà không thì nó chỉ ảnh hưởng đến ngay lập tức trên trình duyệt, lần sau các bạn reload lại nó không có. Nó mất luôn cái tắt server đi rồi. Bây giờ nó sẽ bị mất đi. Ví dụ tôi vào trang 24 giờ để thay đổi cái gì đấy.
Đây nhá, thay đổi cái ảnh này. Đây cái ảnh đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể xét lại cái width của cái ảnh. Tiếng Việt. Width của cái ảnh này bằng 300 pixel. Thấy không? Nó dài ngoãng đấy. Được chưa? Đó. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn nó thay đổi luôn thì các bạn phải copy cái này ra, các bạn paste vào trong cái nội dung của nó. Chứ còn nếu không thì lần sau các bạn reload lại, nó lại trở về như cũ. Đây là cái developer tool mà chúng ta nếu có thể sử dụng được nó thì nó rất là tốt cho cái việc phát triển của chúng ta. Được chưa? Đây là định nghĩa mà mình giới thiệu thêm một cái tool giúp chúng ta làm việc với CSS và HTML. Được chưa? Đây là xong về phần định nghĩa. Chúng ta đến phần tiếp. Xong chưa? Xong này chưa? Đến phần tiếp. Tiếp theo đến cú pháp này. Cú pháp sử dụng giống như HTML chúng ta cũng có cú pháp sử dụng riêng đúng không? Được, thẻ đóng thẻ mở này, khi nào dùng thẻ đóng thẻ mở, khi nào dùng thẻ mở còn đóng luôn đúng không? Nó có những cú pháp riêng của nó, thì ở trong CSS chúng ta có cú pháp. Tí nữa mình còn giới thiệu chúng ta những cách dùng, nó có ba cách dùng cú pháp này. Thì chúng ta có cú pháp chung như sau. Đầu tiên là cái khái niệm là selector. Selector đến đâu mình nói anh thấy nhá. Selector này là cái gì? Thì các bạn để ý này, cái CSS nó giúp trình duyệt thay đổi các cái thuộc tính, các cách hiển thị của các thẻ HTML đúng không? Thì để thay đổi được thì nó phải xác định được cái thẻ nào cần phải thay đổi, đúng không? Nó phải xác định được một thẻ hoặc một cơ số thẻ nào đó có ở trên giao diện thì nó mới thay đổi. Còn nếu không có thì nó không thay đổi, đúng không? Thì chúng ta nếu mà muốn xác định được toàn bộ tất cả các thẻ ở trên HTML của chúng ta, trên trang HTML của chúng ta, tất cả các thẻ đều có kích cỡ chữ là 20 pixel chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng cái selector rất là đơn giản này. Dấu sao. Có một viết code CSS trong này. Đây là dấu sao. Dấu sao này là một cái selector nổi tiếng, nó là chọn tất cả các thẻ ở trên giao diện để thay đổi, để áp dụng những thuộc tính này. Chưa? Đây là một cái. Sau đó tôi có thể sử dụng cái selector là div đóng vào ngoặc như này. Đây nó tìm đến tất cả các thẻ div ở trên màn hình của mình có, nó áp dụng những cái CSS ở trong này. Giờ tìm tất cả các thẻ div nhé, bất biết là cái thẻ div của bạn biết ở đâu, cứ có thẻ div xuất hiện ở trên trang HTML là nó thay đổi. Chưa? Đây là cái loại đầu tiên của selector, là loại về tên thẻ. Loại về tên thẻ. Tiếp theo chúng ta đến với cái loại selector là tên thuộc tính. Tên thuộc tính thì chúng ta có thể dựa vào cái ID của cái thẻ. Đây là một thuộc tính có sẵn trong tất cả thẻ đúng không? Thì cái thuộc tính ID này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái selector để quy định cái ID ở dấu thăng tên ID và đóng một bằng áp dụng. Thì nó sẽ tìm ở trên cái trang HTML của chúng ta cái thẻ nào có cái thuộc tính ID bằng cái giá trị tên ID này thì sẽ được áp dụng tất cả các thuộc tính CSS mà nó hiện ra. Được chưa? Đấy là cái ID. Tiếp theo là còn cái nữa là cái class. Được chưa? Cái thuộc tính class thì nó có thể là bằng A, B, C thì tùy chúng ta biết thôi. Thì nó có thể là selector ấy, cái CSS có thể tìm kiếm tất cả các thẻ có cái class tên là A hoặc tên là B hoặc tên là C để nó áp dụng cái thuộc tính của nó. Ví dụ dấu chấm A như này thì nó sẽ là cái câu lệnh này tương đương với cái việc là tìm tất cả các thẻ trên HTML có thuộc tính class chứa một chữ A. Cái nào chứa một chữ A thì sẽ được áp dụng cái thuộc tính này. Đấy là cái những cái khái niệm selector cơ bản nhất của chúng ta. Còn chúng ta nếu mà muốn học sâu hơn về cái selector thì có hơn hai loại selector, nhưng chúng ta chỉ cần nhớ được khoảng 5-7 loại thôi, nó không nhiều lắm. Nhưng đây là khái niệm đầu tiên, là khái niệm selector,
là tìm một hoặc là nhiều thẻ HTML quả mã điều kiện để áp dụng. Sai. Đấy là khái niệm của selector. Được. Selector sau các bạn nhìn này. Được. Sau selector là sẽ là bắt đầu viết code CSS, thì là một cặp dấu ngoặc nhỏ. Đấy. Bắt buộc phải có nhá. Cái này bắt buộc phải có, không viết được. Được chưa? Sau này chưa? Tiếp theo, sau selector là attribute. Thuộc tính quy định về màu sắc, thuộc tính quy định về kích cỡ, chiều rộng, chiều dài, thuộc tính quy định về border là cái viền ở phía ngoài của cái thẻ. Thuộc tính quy định về màu chữ, thuộc tính quy định về vị trí thì nó đều là thuộc tính đặc, đúng không? Còn ví dụ màu chúng ta có thể đã quy định về màu, chúng ta có thể quy định màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, đúng không? Thì cái màu đấy, cái giá trị của màu ấy, nó là value, là giá trị và chấm phẩy để kết thúc một thuộc tính. Được chưa? Tên thuộc tính, hai chấm, giá trị và chấm phẩy để kết thúc một thuộc tính. Được chưa nhỉ? Nếu chúng ta có thuộc tính tiếp theo cho cái selector này, chúng ta sẽ có attribute tiếp theo, hai chấm, giá trị, chấm phẩy, và cứ tiếp tục cho đến bao giờ chúng ta hết thuộc tính thì thôi, không muốn áp dụng cái gì nữa thì thôi. Bây giờ đây là cú pháp sử dụng ở trong CSS. Cú pháp. Được chưa? Cho thử luôn nhé. Cái bài L04 này của chúng ta tạo một file mới tên là index.html. Các bạn tạo đi. Tạo xong chưa? Tạo tôi cái file thư mục L04 này và tạo cho tôi cái file index.html. Xong chúng ta viết code HTML ra. Được chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta viết tạm ra đây một cái thẻ div đi. Một cái div có text lorem ra đây. Xong đi nhỉ? Vẽ ra đấy chữ lorem xong tap một cái. Viết ra chữ lorem này xong tap một cái nó ra một đống. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. Ở trên phần head ấy. Ở trên phần head này nhá. Các bạn thêm cho mình một cái thẻ là thẻ style. Không cần cái đoạn phía sau này đâu, thẻ style là được. Nó có thẻ nóng và thẻ mở. Thẻ style. Được chưa? Bây giờ mình xem này. Mình muốn cái màu nền của cái thẻ div này chuyển sang màu xanh. Chúng ta có cái selector. Đầu tiên là cái selector này là div. Đúng không? Tên thẻ div. Đóng mở hoặc dọ. Được chưa? Background color. Background trừ color. Background là gì?
nền, color là màu đúng không, màu nền. Cái này chỉ cần các bạn biết tí tiếng Anh là có thể dùng dễ dàng thôi, nó khá gần với ngôn ngữ của con người, thì là quyết định màu nền. Còn bây giờ giá trị gì, màu nền ông thích là màu gì thì ông nhét vào đây, ví dụ màu xanh đỏ tím vàng, ví dụ màu đỏ đây, red, được chưa, màu đỏ, viết chữ đỏ vào đấy. Tất nhiên là tiếng Anh chứ đừng viết chữ đỏ tiếng Việt vào nhá, chết đòn đấy. Lưu xuống, nhớ cốt xong phải lưu, xong hôm qua tôi phải chửi lớp B2 mãi khổ, cốt xong không bao giờ có thói quen Ctrl Net để lưu. Xong chưa? Rồi bây giờ chạy cái file index thôi, đỏ chưa? Có bạn nào chưa làm được thì phải bảo nhá, đỏ chưa? Rồi bây giờ hướng dẫn sử dụng developer tool luôn này. Chuột phải vào cái thẻ ấy, chọn inspect hay là chọn kiểm tra dòng cuối cùng của chúng ta nếu mà chúng ta dùng tiếng Việt. Có nhìn thấy cái deep background red này không? Thấy không? Rồi bấm chuột vào cái chữ red đấy, xóa đi, vẫn để con trỏ ở đây nhá, vẫn để con trỏ chuột ở đây nhá, chưa làm gì nó cả. Chúng ta nhìn thấy một mớ các cái giá trị ở nó sổ xuống không? Thấy không? Thấy cái này không? Có thấy ở trên máy của các bạn không? Đây chọn một cái này, thấy màu nó sang là màu aqua alice blue không? Màu xanh nhạt. Giờ mình thử tiếp màu khác nhá. Thấy xuống mà các màu khác không? Xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng ấy. Đủ các màu chưa? Giờ bây giờ mình thích cái màu nào thì mình dừng lại. Ví dụ tôi thích cái màu vàng 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 bệnh bệnh này chẳng hạn. Tôi dừng lại, tôi kích ra ngoài. Nó thành là background color gold đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Bôi đen và copy. Bôi đen xong copy. Về đây pẹt xuống. Background gold. Được chưa? Copy pẹt vào. Và reload trang. Nó chuyển thành màu gold của chúng ta. Được chưa? Cái này từ từ rồi học, không việc gì phải vội. Chúng ta có thể bôi đen xong Ctrl C. Nếu nói đúng là Ctrl C để copy, xong rồi vào trong kia bôi đen hết cái dòng của chúng ta viết ấy, xong Ctrl V để nó hiển thị ra ngoài. Cái này học lập trình là phải biết rồi. Được chưa? Đây là một. Tiếp theo này, dùng tiếp này. Bây giờ có border. Thuộc tính border. Border tiếng Anh dịch ra là viền đúng không? Viền phía ngoài đúng không? Border to style. Chúng ta nhìn thấy cái mớ cái giá trị bên cạnh không? Nhìn thấy không? Nhìn nhá. Dash, dotted, double, roof, hidden, inherit, inset, none, outset, right, solid. Thấy không? Có đúng là nó ảnh hưởng đến cái viền không? Đúng chưa? Tôi để solid nhá, hoặc là tôi để dotted. Dash đi, để dash. Border style dash. Được chưa? Dash chưa? Tiếp tục này. Gì? Dash này. Tiếp theo. Border to width bằng 1 pixel. Thấy nó mỏng đi không? Được chưa? Thấy nó mỏng đi không? Tiếp tục này. Border to radius bằng 10 pixel. Thấy nó bo vào không? Bo góc không? Được chưa? Vẫn còn nữa. Padding 5 pixel. Được chưa? Xong. Bây giờ copy tất. Copy hết.
copy vào trong cái phần thẻ deep của chúng ta, pet xuống, format lại, save. Bây giờ reload trang, xong chưa? Khó không? Quan trọng là chúng ta chưa biết cái này thôi đúng không? Chưa biết những cái này thôi, chẳng có gì không học được cả. Tí nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn cái chỗ nào để đọc những cái này. Được chưa? Xem có bạn nào chưa làm được không? Viết chữ là B-O-R.
trừ trừ sai. Nó thấy có gì nữa gì này. Sau đó để màn hình tối mù mù đây. Tối như hút hút. Copy này,
Thì nó thẳng bằng chằm chặn nhau như này được. Được chưa? Ví dụ như thẻ hét và thẻ sai nó quan hệ gì? Thằng sai là có ngang hàng với thằng hét không? Không. Có nhìn nó nằm trong không? Thế mà bảo ngang hàng. Thằng nào ngang hàng nhá thì nó bằng nhau. Còn thằng nào là con thì nó táp vào trong một táp. Táp vào trong một táp. Được chưa? Và ở đây là thẻ con. Nếu có thẻ cháu lại tát vào một tát. Một tát hoặc là bốn dấu cách. Đấy chứ, khuyến khích dùng bốn dấu cách. Thế đây là thẻ cháu. Cứ yên tâm tát vào trong. Và nó phải phân cấp được như này. Thì từ sau chúng ta mới nhìn được là các cái thẻ như thế nào. Chứ biết lộn xộn cái đập cái đấy. Đến lúc đấy có lỗi người ta muốn sửa không sửa đâu, không biết là đóng mở thẻ ở đâu để mà sửa, đặt tiền ông ấy. Vừa rồi ông bê cả cái ba đi ông ném lên trên hét, bởi vì ông không đóng thẻ hét. Đấy, được chưa? Đây là một nhá, xong chưa? Rõ như có ai không hiểu không? Bắt buộc phải tuân thủ theo cái trò này, đứa nào không tuân thủ được, cứ đuổi học. Thật đấy, bởi vì chúng ta ngay khi mới chúng ta phải làm cho mọi thứ nó phải là thật suôn sẻ đi, chứ không phải là cốt tất cả các ông cha cháu nó bằng cạnh chặn nhau đập cho nó, được chưa? Cái này cái thứ nhất. Cái thứ hai, mang cái kiểu tư duy này bê sang CSS thì chúng ta có thể style. Đúng chưa? Thẻ sai. Xong rồi tap một tap selector. Được chưa? Selector xong rồi đóng mở đúng không? Thì cái đóng này với cái mở đấy, cái đóng nó bằng hàng nhau. Được chưa? Và các thuộc tính này tap một tap. Thuộc tính 2 chấm giá trị chấm phẩy. Thuộc tính. Được chưa?
viết đúng như này nhá. Câu nhìn cách tôi viết thì câu học theo thôi, chứ còn câu tôi không cần các ông phải cao siêu hơn tôi làm cái gì cả. Thế này là các ông đủ đi làm rồi, thấy không? Đây là cha này, đây là thẻ selector này, tab vào một cát một tab này, các cái thuộc tính này. Ở đây là cha này, con này, nội dung này. Nội dung các ông có thấy tôi tab vào một tab không? Đấy, cứ làm đúng là cây cấu trúc thư mục như thế nào, cây cấu trúc nội dung như thế này thì sau này sửa nó dễ. Chứ còn cứ làm tùm lum ấy, không sửa đâu. Bởi vì nhìn sơ sơ bên này, chỉ nhìn cái trang 24 giờ thôi, số lượng cốt nó cực kỳ khủng khiếp. Đấy, hai nghìn dòng. Đến lúc đấy không phân biệt được cha con thì có mà sửa vào mắt. Hiểu vấn đề không? Cho nên là bắt buộc làm từng cái một là phải rõ ràng, chứ không được phép là không được phép làm kiểu tùm lum. Được chưa? Đấy, đây là cách dùng CSS cơ bản. Được chưa? Viết một thẻ style ra, sau đó là selector đóng ở ngoặc thuộc tính. Xong chưa? Còn cái thuộc tính này tôi sẽ dạy ở phần tiếp theo. Bây giờ tiếp theo đến cách dùng này, các cách sử dụng CSS. Thôi dạy những cái thuộc tính cơ bản chưa đã. Nhưng mà trước khi đến với các thuộc tính cơ bản thì chúng ta đến với các cái selector cơ bản. Selector cơ bản chưa đã. Nào, bây giờ chúng ta đây là áp dụng được tất cả thẻ div. Để chứng minh cái điều đấy, tôi viết một thẻ div nữa ở phía dưới. Được chưa? Trong thẻ div này tôi viết cái lại lorem 20 chẳng hạn. Được chưa? Thì hai thằng này nó sẽ là chồng chéo lên nhau, một thằng ở trên, một thằng ở dưới. Thấy không? Thấy hai thằng nó có style giống hệt nhau không? Thì đây là nó tìm ra tất cả các thẻ div ở trên cái màn hình này để nó áp dụng cái style này. Được chưa? Xong như nhỉ? Rồi, tiếp theo này. Tôi áp dụng có những cái thuộc tính tôi áp dụng cho tất cả các thẻ thì tôi sử dụng cái thằng sao. Nó mở ngoặc này thì là border à quên nhầm. Margin trừ bottom bằng 10 pixel chẳng hạn. Sao là gì? Tất cả, chúng ta xem, thấy không? Nó lùi ra một chút là 10 pixel. Bây giờ tôi thêm một cái nít nữa, nó cũng sẽ là lùi ra 10 pixel. Được chưa nhỉ? Thì đấy là cái sao là tất cả. Được chưa? Tiếp theo này, bây giờ tôi chỉ muốn một cái thẻ này của tôi màu nền nó sang màu xanh thôi. Thì tôi có thuộc tính là ID là bằng special đi. Đặc biệt, người đặc biệt Mourinho. Dụ thế. Thì chúng ta có style cho nó là dấu thăng, ID là dấu thăng nhá. ID là dấu thăng, special. Lại viết như cũ. Màu nền là gì? Thuộc tính màu nền là cái gì? Background color. Background color bằng green. Được chưa? Có phải là mình nó sang không? Xong chưa? Nếu mà thằng ở phía dưới này cũng muốn chuyển sang màu xanh nữa thì lại ốp cái ID này vào. Hai thằng chuyển sang màu xanh. Được chưa? Đấy là thêm thuộc tính là ID. Thêm cái selector là ID thì là dấu thăng. Rắc cổ quá.
Được chưa? Ông lên trông mặt mấy thằng kia vẫn còn đang ngu lắm, vẫn đang hóng hóng trên bảng cái gì. Tiếp tục nha. Nếu mà nhanh quá thì phải bảo, không là tôi cứ chạy vèo 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 là không theo kịp đâu. Mà chỉ cần nghỉ một buổi ở trong những cái buổi ban đầu thôi là hôm sau đi là chẳng hiểu cái gì. Hả? À? Hả? À? Có, tí nữa giải thích. ID chỉ chứa được một giá trị, class có thể chứa được nhiều giá trị. Tí nữa giải thích cho xem. Gì vậy? Không chưa? Tiếp theo đến class này. Tiếp theo đến class này, chúng ta có thuộc tính class. Thì chúng ta có t, ví dụ chúng ta có class là txt trừ y. Được chưa? Txt trừ y. Xong chưa? Kéo lên trên, viết style cho nó là chấm. Chấm tên class txt trừ y có color, thuộc tính color là bằng màu trắng và bằng FFF. Thằng FFF đây là mã màu, hoặc chúng ta có thể viết cái chữ y này vào, tùy như nào cũng được. Xong xong chưa? Test này sao? Chữ xong màu trắng chưa? Được chưa? Đây là CSS cho class. Bây giờ tôi phân biệt class với lại ID này. Tại sao người ta phải phân biệt ra rõ ràng như thế này? Các bạn xem nhá. Phòng thấy chữ to hơn không? Bây giờ ID, tôi viết thêm một cái giá trị ID ở đây nữa. Được chưa? Theo lý thuyết thì chúng ta nếu mà nhét cái này vào, và bất kỳ cái thẻ nào thì cái phông size của thẻ đấy phải lên 50 đúng không? Ví dụ tôi copy cái này, tôi pèn xuống phía dưới này thì thằng dưới nó phải lên 50 đúng không? Thằng dưới này phải chữ, phông chữ nó phải lên 50 pixel đúng không? Chết mẹ luôn. Chết cả thằng special luôn. Special là gì? Special này có cái background là màu xanh đúng không? Bây giờ chúng ta thêm cái thuộc tính phông size vào đây phát nó chết luôn. Đứt bóng luôn. Thấy không? Vẫn có special, vẫn có phông size. Tức là ở đây cái CSS nó khác với cái ID là gì? Trong CSS, trong class chúng ta có thể chứa được nhiều giá trị. Và các giá trị thì nó cách nhau bằng một dấu cách. Phân tách nhau bằng một dấu cách. Được chưa? Còn ở với cái thuộc tính ID thì chúng ta không thể nào chứa được nhiều giá trị. Chúng ta chỉ chứa được duy nhất một giá trị mà thôi. Xong chưa? Đó là cái sự khác nhau. Xong chưa? Ngoài ra các bạn lưu ý này, sử dụng class, đây là một thủ thuật sử dụng class này. Hai cái class này là hai class thuộc tính khác nhau, đúng không? Nó ảnh hưởng đến những cái trạng thái, những cái thuộc tính, những cái hai class này nó sẽ có những cái quy định về các thuộc tính khác nhau, đúng không? Nhưng mà hai class này cùng xuất hiện ở trong cùng một thẻ thì sao? Thì nó sẽ áp dụng cả hai cái thuộc tính nếu chúng nó không trùng nhau. Được chưa? Nếu chúng nó không chung thuộc tính thì nó đều được áp dụng cả hai, tức là chuyển chữ chuyển sang màu trắng, phông chữ chuyển sang thành 20 pixel. Xong chưa? Đó. Thế nếu mà bây giờ nó trùng nhau sao? Color bằng màu gì bây giờ? Đỏ. Theo các bạn thì bây giờ chữ sang màu đỏ hay màu trắng? Đố biết đấy.
Vì sao là màu đỏ? Có phải là vì cái white này tôi viết trước, cái red tôi viết sau không? Tôi thử đổi lại nhá, xem có đúng không nhá. Nó vẫn là màu đỏ, chứng tỏ không phải do cái thứ tự sắp xếp của cái class, đúng không? Mà nó sẽ theo thứ tự sắp xếp của cái code của chúng ta ở trên này. Thấy không? Thằng nào viết sau thằng ý được áp dụng. Được chưa? Nhiều đấy nhá, nãy giờ là rất nhiều lý thuyết đấy nhá. Tất nhiên cũng có thực hành, nhưng mà nó rất là nhiều lý thuyết thì chúng ta cố gắng nắm được và thực hành được thì tốt. Được chưa? Một cố thử đấy. Làm thử đi. Thôi làm thử đấy, tôi cho chúng ta 10 phút để làm. Làm thử chán chê rồi có hỏi. Sau đó vào tôi sẽ ốp hình cái mới. Đấy, selector cơ bản chúng ta chỉ có bằng này cái, 4 cái. À 3 cái, 3 4 cái gì đấy. Sau đấy tôi sẽ đến các thuộc tính cơ bản. Tôi đẩy code lên nhá. Đẩy code lên GitHub, chúng ta lên đấy lấy. Thử đi đã. Cứ thong thả. Biết sai chính tả chứ làm sao ông muôn đời ông sai chính tả. Ông Sơn đùa tôi chứ cao lơ biết như thế nào. Color. Đấy, đúng hay sai? Tiếp chưa? Học ngu tiếng Anh nó là một cái tội rất là lớn. Tôi không biết bằng cách nào, tôi không học tiếng Anh, tôi không học tiếng Anh đâu. Cái gì?
Chạm chế đi. Cách dùng đã được tính tiếp. Xong selector chưa? Chuyển nhá. Chuyển chưa? Tôi thấy mặt đần thối rồi. Chuyển nhá. Xong selector cơ bản. Bây giờ là các thủ tính cơ bản. Các thủ tính cơ bản chúng ta cần phải nắm, cần phải nhớ. Nhớ trước đã. Các thủ tính này, thủ tính kích cỡ. Và link đầu tiên là cái kích cỡ. Kích cỡ thì có mỗi chiều rộng, chiều dài thôi. Hết rồi ạ. Kích cỡ thì có width. Width. Đơn vị của chúng ta có hai đơn vị chính, thực ra là ba, nhưng mà chúng ta chỉ cần nắm được hai thôi. Kích cỡ đầu tiên là kích cỡ pixel. Pixel. Pixel là một điểm ảnh. Đơn vị này đơn vị nhỏ nhất ở trong phần lập trình giao diện. Và một pixel là nhỏ nhất, rất nhỏ, một xíu. Chúng ta thay đổi từ pixel 1 chúng ta sẽ biết. Được chưa? Đơn vị thứ hai là đơn vị em. 1m bằng 1.6 pixel này. Nếu nhớ không nhỏ.
đấy là width. Tiếp theo là một cái nữa là height, H-E-I-G-H-T, được chưa? Height là chiều cao, được chưa? Đó, đây là về cái thuộc tính đầu tiên, thuộc tính kích cỡ là có width, có height. Chúng ta muốn nó rộng bao nhiêu thì chúng ta sửa width, chúng ta muốn nó cao bao nhiêu thì chúng ta sửa height. Xong. Thế bây giờ vẽ một hình vuông làm nào? Ờ, đúng, xong. Đấy, width 2 bằng nhau thì là chúng ta có một hình vuông. Bôi nó cái màu nữa được. Tiếp theo là màu nền. Màu nền thì chúng ta có thuộc tính là background. Background trừ color. Buổi sau chúng ta học sâu hơn về cái background. Nó còn nhiều lắm, background còn nhiều. Chúng ta làm ảnh, dùng clip để làm background được. Thì background trừ color. Tiếp theo đến mã màu. Mã màu thì chúng ta có thể dùng chữ. Một là dùng chữ, tức là màu trắng là white, màu đen là black, màu vàng là yellow, màu đỏ là red, màu nâu là brown, để làm cái mã màu và để làm cái màu, được chưa nhỉ? Tiếp theo là cách thứ hai là sử dụng mã màu. Mã màu thì chúng ta có cái tool, có cách để tìm mã màu như sau. Thứ nhất, chúng ta có thể là sử dụng từ tìm kiếm là HTML color code, thấy không? Tìm, chúng ta vào bất kỳ trang nào cũng được. Color code, ví dụ vào trang đầu tiên này đi, HTML color code, thấy không? Nó ra một cái bảng màu, chúng ta đây là giải màu, đây là giải màu này, thì chúng ta chọn giải màu xanh lá, xanh da trời đi, đúng không? Còn bên này độ đậm nhạt này, chúng ta cầm cho nó kéo sang, ví dụ giải màu này chuyển sang màu bên này, được chưa? Thì chúng ta nhìn thấy cái hex đi không? Mã màu hex xa, bôi đen hết, copy. Được chưa? Copy này, B sang bên này, thay đổi thuộc tính special green ở đây nhá, chuyển sang thành hexa, thế sang màu tím chưa? Đó, đấy là cái chúng ta sử dụng cái mã màu. Đây là một cái tool, được chưa? Cái tool thứ hai nó sử dụng extension của Chrome, chính là cái này. Ví dụ tôi bấm vào đây, các bạn thấy không? Nhìn thấy cái màu chưa? Kích vào một cái, đây là mã màu 1726E0. Copy cái mã màu này, vệt vào đây. Tất nhiên vẫn phải giữ dấu thăng, sang đúng màu xanh chưa? Đó, cái tool này nó tên là gì? Tool này thì các bạn có thể sử dụng như sau để cài này. Bấm chuột, mở một tab mới này. Ở Chrome nó có cái app này đúng không? Bấm vào, vào Web Store. Đó, chúng ta gõ Color pick eyedropper. Đó, xong chúng ta cài vào, thêm vào Chrome ấy, thì nó xuất hiện cái này. Sau đó chúng ta vào bất kỳ trang web nào, được chưa? Color pick eyedropper, được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta vào bất kỳ trang web nào, ví dụ tôi vào trang Facebook đi. Facebook, tôi muốn lấy cái màu, xem có màu nào đẹp đẹp. Đây, đây tôi có cái màu, chẳng có cái màu nào đẹp. Đây, lấy cái màu tím tím ở dưới này nhá, được chưa? Kích vào, kéo xuống cái màu tím này, bấm vào 4E1D5C, copy sang bên này sửa. Đúng chưa? Đó, đấy là hai cách chúng ta dùng tool để lấy được mã màu. Thì bọn tôi hay dùng kiểu này hơn. Bọn tôi rất hay dùng cái mã màu này. Tất nhiên nếu mà làm front end, làm UI chuyên nghiệp ấy, thì người ta dùng màu RGB là cái loại thứ ba chúng ta sẽ học ở đây. Được hai loại chưa? Không biết, không làm theo kịp thì phải lấy giấy vỏ mà viết vào. Tiếp theo là mã màu, những mã RGB. Mã RGB thì trong lập trình của chúng ta, trong cái công nghệ digital ấy, thì chúng ta sẽ có sinh ra tất cả các màu bằng ba màu cơ bản: R là red, G là green, B là blue. B
từ ba cái màu cơ bản nó có thể phối màu tất cả các màu hiện tại của chúng ta có trên trình duyệt. Thì chúng ta có thể sử dụng cái mã màu này như sau. Đây này, các bạn ví dụ chọn một cái giải màu là màu giải màu trên này nhá, màu xanh này nhá, kéo sang, tôi lấy màu này, thấy chưa? Có nhìn thấy gì đâu? Thấy không? Copy hết. Xong sang bên này dùng nó thì chúng ta có RGB đóng ở ngoặc này, pệt ba cái giá trị đấy vào, được chưa? Đấy là xong. Đấy là cái mã màu RGB. Tất nhiên nó còn có RGBA nữa. A là alpha, tức là độ đậm nhạt. Thì cái đấy chúng ta học sau, được chưa? Đấy là RGB là ba cách sử dụng mã màu. Background color, cái màu này. Xong cái này chưa? Tiếp nhá. Chúng ta có viền thì chúng ta đã sử dụng các cái thuộc tính là border trừ style. Border trừ style này thì chúng ta có các giá trị, ví dụ như là button là các cái dấu chấm nó tạo thành viền và chấm thôi, được chưa? Loại thứ hai là loại dash là nó cũng chấm như này, nhưng mà các cái dấu chấm nó thay bằng cái dấu gạch có dash. Và thứ ba hay dùng là solid thì nó là một đường kẻ liền cho một cạnh, ba đạo chính này thôi. Tiếp theo là border width. Border width thì đơn giá trị của nó lại là đơn vị pixel và em. Được chưa? Thì là nó sẽ là quy định cái độ rộng của border. Chúng ta có cái phần bo góc, bo bốn cạnh ấy, thì chúng ta có cái border trừ radius, bằng tính bằng pixel hoặc là tính bằng phần trăm. Nếu một hình vuông chúng ta muốn vẽ một hình tròn thì chúng ta set cái border radius của nó thành 50% để tự động thành hình tròn. Nếu mà hình chữ nhật thì nếu mà chúng ta để border 50% nó ra hình ellipse. Đó, cái đấy chúng ta phải lưu ý. Được chưa? Xong, tiếp theo. Có gì? Chúng ta có các thuộc tính về màu nền này, màu chữ. Màu chữ thì có duy nhất một thuộc tính là color. Và đơn vị cũng là mã màu. Đi bên kia, tính là color. Không nhờ. Tiếp tục nhá. Vẫn còn chưa hết. Chúng ta có các cái thuộc tính về nghĩ rằng còn cái gì nữa. Về phông chữ, về kích cỡ chữ. Kích cỡ chữ. Chúng ta có thuộc tính về phông size. Đơn vị vẫn là pixel hoặc là em. Không sai. Chúng ta có quy định về độ đậm nhạt. Đậm nhạt của chữ. Chúng ta có thuộc tính là không quên. Không quên. Đơn vị là từ 100 cho đến 900. Càng lên cao càng đậm, được chưa? Và chúng ta có thêm những giá trị là bold hoặc là bolder là chữ rất là đậm. Thì đấy là cái
cái độ đậm nhạt của chúng. Được chưa? Bằng này cái. Ai gọi bây giờ này trời. Alo. Đúng rồi. Sao? Ừ. Sao? Ơ? Thế á? Thằng kia ông bảo là chưa thấy gọi được rồi, để tôi gọi cho ông kia. Nha. Ok. Bây giờ chúng ta ngồi thử làm lại tôi cái trang này vào 24h.com.vn. Ngồi thử làm lại cái phần nội dung bên này. Làm lại thôi. Tất nhiên cái video này chúng ta không phải nhét vào. Video là chúng ta thay một cái ảnh nào đấy. Làm luôn. Chứ không copy của nó luôn. Copy đây về. Đó. Chúng ta làm cho tôi cái bài PSG mua Messi 300 triệu euro. Neymar bị lừa quyết đến Real cái gì đấy. Chứ ảnh. Những cái này thì chúng ta bỏ qua. Được chưa? Những cái này thì chúng ta có thể sử dụng kẻ U để làm căng deadline. Được chưa? Làm luôn. Từ giờ đến cuối giờ. Thử ra chúng ta ứng dụng đến đâu. Một trang mới nhé, tạo trang tìm một mới nhá.
có ai xong chưa?